Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh Thi Nguyễn. Và tiếp tục hôm nay, trong clip này em sẽ làm clip thanh lý đồng hồ treo tường hàng bãi Nhật. Tất cả các đồng hồ này em đã test giờ, chạy chuẩn, hoạt động ok trước khi quay clip nên các bác yên tâm sử dụng nha. Và trước khi ship hàng đi, bên em sẽ test giờ một lần nữa rồi sau đó quay clip gửi vào Zalo cho mình, đảm bảo đồng hồ hoạt động ok rồi mới ship hàng nên các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Những đồng hồ này em coi thanh lý với giá bán từ 200.000 cho tới 800.000 trên từng sản phẩm. Các bác ưng ý mã số nào, sản phẩm đồng hồ nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua bên em qua số điện thoại cũng như Zalo 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Sản phẩm đồng hồ giá thanh lý chỉ từ 200 cho tới 700-800 ngàn thôi, nên các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em. Sau đó cho em xin địa chỉ, em khuyến mãi bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa nha. Vừa với giá thanh lý mà vừa khuyến mãi bao ship luôn cho mình, nên các bác cứ yên tâm mình mua một cái đồng hồ để mình treo trên tường nhà mình để mình xem giờ. Hàng bãi Nhật thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm. Các bác ưng ý cái đồng hồ nào thì liên hệ với bên em qua số điện thoại cũng như Zalo em vừa nêu trên bài đăng. Đầu tiên, đây là đồng hồ có mã số 1 đến từ thương hiệu Casio, đồng hồ vỏ gỗ lạng, mặt bát giác, size đồng hồ là 34cm. Khi các bác chuyển đủ 800 ngàn em bao luôn phí ship tặng nơi, khi mình nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Đây, vỏ gỗ lạng nha, đến từ thương hiệu Casio, giá bán là 800 ngàn, có mã số 1. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 3 đến từ thương hiệu Seiko, giá bán là 700 ngàn. Size đồng hồ là 32cm, vỏ gỗ lạng, mặt bát giác. Em đã test giờ chạy chuẩn hoạt động ok trước khi quay clip nên các bác yên tâm sử dụng nha. Đây mình cùng xem vỏ gỗ lạng trên đồng hồ. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 5, đồng hồ kim trôi. Vỏ nhựa nha, có văn giả gỗ như vậy, nhìn rất là đẹp. Giá bán là 350.000 và chuyển đủ em bao luôn phí ship tặng nơi. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 6, giá bán là 200.000, size đồng hồ là 34cm. Đồng hồ vỏ nhựa nha, em đã test giờ chạy chuẩn hoạt động ok trước khi quay clip. Xung quanh có cái viền mạ màu bạc nè, nó oxy quá theo năm tháng, em thanh lý chỉ còn 200.000 cho các bác sử dụng thôi nha. Đây là đồng hồ có mã số 7, giá bán là 200.000, size của đồng hồ là 25cm. Màu sắc rất là đẹp nha, rất thích hợp để cho phòng ngủ của bé hoặc là phòng học cho bé nè. Giá chỉ có 200.000 và chuyển đủ em còn bao ship nữa. Đồng theo đây là đồng hồ có mã số 8, giá bán là 350.000, size đồng hồ là 30cm. Mặt kính mo nha, vỏ nhựa, em đã test giờ hoạt động ok nên các bác yên tâm sử dụng. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 9 đến từ thương hiệu Casio. Thiết kế rất là đẹp nha, size khá to, size 35cm. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 10, giá bán là 500.000, size của đồng hồ là 34cm. Toàn thân của đồng hồ là bọc nhôm hết nha, đây. Xung quanh là nhôm, rất là dày, rất là xịn nha. Thiết kế kiểu hiện đại sang trọng đúng. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 11, giá bán là 250.000, các bác chuyển đủ em bao luôn phí ship tặng nơi nha. Size của đồng hồ là 35.5cm. Viền của nó thiết kế rất là đẹp đúng, giống như là một bức tranh sơn thủy. Có hình hoạt hình nè, rất thích hợp mình để ở phòng học cho bé hoặc là phòng ngủ cho bé đều ok. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 12 đến từ thương hiệu Citizen, size của đồng hồ là 33cm, giá bán là 800.000. Đồng hồ vỏ gỗ lạng, kim nó viền chỉ mạ vàng rất là đẹp, cọc số nổi, vỏ gỗ lạng nha, đến từ thương hiệu Citizen. Tiếp theo đây là đồng hồ đến từ thương hiệu Casio, đồng hồ vỏ nhựa, cọc số nổi, kim mạ vàng. Em có 4 cái giống hệt một mẫu như vậy, mã số 13, 14, 15, 16. Đồng giá 700.000 trên mỗi đồng hồ và khi chuyển đủ thì em bao ship nha. Đồng giá 700.000. Rồi tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 17, giá bán là 600.000, size của đồng hồ là 24cm. Vỏ thì theo kiểu sơn thủy như vậy, hoa văn rất là đẹp và lạ.
xung quanh của đồng hồ thì nó viền chỉ mạ vàng nè, và chính giữa là có bản đồ thế giới gì đó rất là độc đáo. Kim giờ, kim phút là mạ vàng hết nha. Theo đây là đồng hồ có mã số 18, giá bán là 350.000, size đồng hồ là 34 cm, đồng hồ vỏ gỗ nha, sơn màu đen như vậy nhìn rất là nổi bật, cọc số la mã. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 19, size của đồng hồ là 32 cm, giá bán là 650.000. Đồng hồ này có nhạc rất là vui tai, mình có thể để ở phòng khách hoặc là treo ở bàn học cho bé đều rất là ok. Quả tiết hoạt hình phía trong rất là đẹp nha, size khá to, 32 cm. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 20, đồng hồ vỏ gỗ lạng, kích thước của đồng hồ như sau, chiều cao là 32 cm và chiều ngang là 24 cm. Em đã test giờ chơi chuẩn, hoạt động ok trước khi quay clip nên các bác yên tâm sử dụng. Vỏ gỗ lạng rất là dày và em bán với giá chỉ có 500.000, khi các bác chuyển đủ em còn bao ship tặng nơi nha. Tiếp theo đây là đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko có mã số 21, size của đồng hồ là 29 cm, giá bán là 600.000. Kính 8 ly giác cạnh rất là dày nha, đồng hồ rất là xịn, các bác nhận được đồng hồ mà cầm lên tay là ưng ý ngay, rất rất là nặng luôn. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 23, giá bán là 550.000, size của đồng hồ là 32 cm. Toàn thân của đồng hồ là vỏ gỗ lạng, phía trước á, là nguyên một cái tấm kính in cọc số lên, và phía trong có nguyên một cái lá rất là đẹp nha, nhìn rất là phong thủy và độc đáo. Bây giờ em sẽ quay xung quanh vỏ gỗ và mặt sau cho mình xem. Đây, vỏ gỗ lạng 100% vỏ gỗ, rất là dày nha, nguyên khối vỏ gỗ luôn. Đây là phía sau của đồng hồ, và phía trong cái tấm kính nó lồng một cái lá mang lại sự may mắn, rất là đẹp, độc đáo. Phía trước, phía sau là kính, chính giữa là một cái lá, và xung quanh là vỏ gỗ lạng mà em bán chỉ có 550.000, các thích hợp mình trưng ở phòng khách nha.